Để hiểu mệnh đề là gì, chúng ta cần nhớ hai ý như sau. Ý thứ nhất, mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Ở ý này chúng ta lưu ý hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất, mệnh đề nó phải là một câu khẳng định. Chi tiết thứ hai, nó phải là một phát biểu đúng hoặc sai về mặt toán học. Ý thứ hai, một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Để hiểu rõ hơn, chúng ta xét các ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, chúng ta có một đẳng thức 5 bình phương cộng 12 bình phương bằng 17 bình phương. Chúng ta kiểm tra đẳng thức này xem nó đúng hay sai. Ở vế trái chúng ta có 5 mũ 2 là 25, 12 mũ 2 là 144, 25 cộng với 144 là 169. Ở vế phải 17 mũ 2 là 289, vế trái là 169, vế phải là 289. Như vậy đẳng thức đề bài cho là một khẳng định sai, cho nên nó là một mệnh đề sai. Ví dụ thứ hai, đề bài cho năm 2020 là năm nhuận. Chúng ta thấy nó là một câu khẳng định. Chúng ta kiểm tra coi cái năm 2020 này có phải là năm nhuận hay không. Chúng ta thấy tận cùng của năm 2020 là hai chữ số khác không không. Và cái năm này chia hết cho 4, cho nên năm 2020 nó là một năm nhuận. Điều này là điều khẳng định đúng. Chúng ta kết luận nó là một mệnh đề đúng. Ví dụ 3, đề bài cho câu hôm nay trời đẹp. Câu này là một câu cảm thán, biểu lộ cảm xúc. Nó không phải là một câu khẳng định, cho nên chúng ta kết luận nó không phải là một mệnh đề. Nó chỉ là một câu cảm thán. Ví dụ 4, hãy đi nhanh lên là một câu mệnh lệnh, nó không phải là một câu khẳng định, cho nên nó không phải là một mệnh đề. Ví dụ 5, đề bài cho câu hôm nay là thứ mấy. Chúng ta thấy đây là câu hỏi, nó không phải là một câu khẳng định, cho nên nó không phải là mệnh đề. Ví dụ 6, chúng ta thấy số x cộng 4 lớn hơn 0 là một khẳng định, có thể đúng trong trường hợp này và sai trong trường hợp khác. Chẳng hạn với x bằng 1 thì chúng ta có 1 cộng 4 bằng 5 lớn hơn 0 là một khẳng định đúng. Nhưng với x bằng -6, -6 cộng với 4 là -2, -2 lớn hơn 0 là một khẳng định sai. Cho nên chúng ta kết luận x cộng 4 lớn hơn 0 không phải là một mệnh đề vì nó không thể vừa đúng vừa sai. Và có một điều đặc biệt, nó không phải là một mệnh đề nhưng mà nó có cái biến x làm cho cái khẳng định này nó đúng hoặc sai. Cho nên cái mệnh đề này người ta còn gọi là mệnh đề chứa biến. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ ở bài học sau.